Rồi, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình ghé là cái vườn Mua Sinh Kiên ở Mương Điều. Mương Điều một đầu là giáp với Mương Điều, một đầu là giáp với Mương Ngang gần nhà mình. Nha. Thì nếu mà Mương Ngang gần nhà mình thì nó thuộc xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nha. Vườn Mua Sinh Kiên 200 gốc. Làm theo quy trình của Hiệp sĩ Kim miền Tây. Đó. Thì mình ghé lại. Từ lúc ra bông mình đã cập nhật rồi thì tới hiện nay là trái nó bự rồi mình mới có thời gian quay lại. Thì nó sai nhiều thứ lắm nè. Mình phải biết là cái giai đoạn này chủ vườn năm đầu, những chủ vườn tương bối năm đầu nó sẽ có nhiều cái sai. Mình cố gắng mình ghé đang khắc phục cái sai đó. Thì hôm nay tranh thủ mình ghé được. Nếu bạn thấy tổng quan nhà lá vẫn ok ha. Tổng quan nhà lá là vẫn ok. Rồi vô trái nè, như bạn thấy nó sai nhiều thứ lắm. Nhà lá vẫn còn xanh gì. Này. Thứ nhất là thiếu nước. Đây. Thiếu nước ha. Mình nhắc lại dấu giai đoạn nuôi trái này, mà trái nó bự như thế này, trái nó bự như thế này thì phải tưới đủ nước nha. Tưới đủ nước là thứ nhất. Thứ hai nữa là lượng trái quá nhiều không tiện. Các bạn nhìn nè, giờ đã trái quá nhiều đây, bạn thấy nè, như cái nhánh này nè, mình để đây 5 trái à, nhưng mà hiện tại bạn thấy nè, không, những trái nào eo mình bỏ trước đi, bỏ trái eo này trước đi, đây bỏ trái eo này nha. Mình mặn phát con, mặn phát chủ vườn, mình mặn phát chủ vườn là mình xin mình tiễn luôn. À, đang cho chủ vườn làm theo. Này hai cái này mép mình bỏ nè. Đó, mấy bạn thấy tại sao là vườn này trái Mua Sinh Kiên nó tròn. Nó tròn, đa số là nó tròn nhưng mà vườn này mẫu trái nó không được tròn lắm. Nó do mình trừ quá nhiều trái. Nè, những trái này mình bỏ đi. Nó mình quất là dư trái rồi, bạn nhìn cái lượng trái đậu nè. Đấy, những trái này bỏ đi, đừng để làm gì, có muối đâu. Đó, mình để mình bỏ những trái này để cho những trái còn lại nó tròn lên nha. Nó có trình dược nó tròn lên nè, trái này nó quá tệ nè, bỏ nè. Đó, hai trái này nè, trái này quá tệ bỏ luôn nè. Đó, mình vẫn còn dư rất là nhiều trái. Đó, mấy bạn thấy mình bỏ 3 trái rồi đó, 1 2 3 4 5 6. Mình bỏ thêm một trái nữa. Cái Mua Sinh Kiên nó tới cỡ này là nó hết cũng rồi nè. Cái này chắc ăn 100%. Mấy bạn nhìn chưa, rất là nhiều trái này. Cái này bỏ trái giữa này nè. Ha. Nó chừa lại 4 trái là đẹp, sau này nó sửa học là đẹp. Rồi, đây nè. Nè mấy bạn thấy nè. Nè, 4 trái này mới nhánh nó xíu nè. Bỏ 2 trái luôn. Chừa lại 2 trái thôi. Đó, bỏ 2 trái này nè, cái này nó xấu nè. Các bạn chừa lại nó sẽ rút, trái này nó không lên học được. Đó. Mình nhìn trái đầu này nha. Đó. Đi đặt hết cho mình những trái như thế này, những trái xấu như thế này. Tại vì mình dư trái dữ lắm rồi. Không để. Này những trái này nè. Đó, mình để nó xấu lắm. Nó không lên học được. Bỏ. Đó, nó có hai học. Đó. Và cái lượng trái của mình đang để hơn sức cây rất là nhiều nha. Nè, mấy trái này nó đâu có muối đâu. Đó. Như cái nhánh này nè. Nó thì các bạn bỏ ngay cho mình cái này à, hết rụng rồi ha, mình chỉ có đi điển dùng cây thôi chứ cây nó không rụng nữa. Cái này bỏ luôn đó, một còn lại là 1 2 3 trái nè, dưới đây trái này 4 trái được rồi, bỏ cái này luôn nè ha. Đó, mình đặt xong trái nó đẹp lại liền nè, quá trời luôn. Mình để vô tổ quả mà mình không lặt biết tiếp cây sao trái nó tròn được đó, các bạn thấy không nè. Mình mời là mình xong cái nó chủ vườn qua đây, xong cái video này là mình đi chủ vườn liền, tắt cái video này là mình đi chủ vườn liền, để những trái cho mình thiệt là sát vô nha. Mình thấy nè, như nhánh này nè, 2 4 6 7 trái, 6 trái thì mình giờ nó 3 trái thôi nè. Đó, mình cứ thông thái mình lặt đi đấy, rồi là thêm một trái nữa đó, chỉ là 3 trái thôi, nó còn dư lắm nè. Các bạn thấy nè, một cây này thôi đó ha. Như mình nhận định là Mua Sinh Kiên rất dễ đậu, nhưng mà bà con phải để những trái thưa ra, mình để nhiều quá. Nhiều quá nó úp cái này nó úp cái kia, nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau thì không trái nào tròn được hết nè. Mấy trái này mấy bạn đây làm gì à, đặt hết nè. Đó, nhắc lại là mẫn thon Mua Sinh Kiên giai đoạn này là nó hết rụng rồi đó. Mà Hiệp lặt cho chú vườn là Hiệp đã trường hao nha, nếu mà vườn của Hiệp là Hiệp đặt sát lắm đó, tại vì mình lặt sát nó không có vấn đề xảy ra, nhưng mà chú vườn hơi nhót thì mình để cho chú vườn lặt thêm, tự tay lặt thêm chứ mình không lặt sát đó. Quá trời nhiều luôn, mình để làm gì à. Tổng quan lậu trái rất là ok, hàng lá ổn luôn và dư trái rất là nhiều. Đây, cái này thì nó chậm ra bông nè, nó cổ xào nhưng mà vẫn nậu dư trái nha. Cái trái nhỏ nó còn hơi khó thấy, rất là tuyệt vời rồi nè. Lượng nước rất là thiếu, ý là trong gốc nhưng mà nước vẫn, nó vẫn là không đủ nước, vẫn khô trong ngô, ý là trong ngô trong gốc của mình nó vẫn khô. Đây, cái bát này nè mấy bạn, cứ ít nhất cũng phải 45 phút cho mình nó mới thấm nó dưới nha. Nắng này, nắng ba mươi mấy độ như thế này mà bạn thiếu nước là bảo đảm bạn cây sụp liền, cái lá liền nha.
thì đây là không được thiếu nước, phải tới đủ nước, tới dập nước và tới phủ phê nước đó. Đây tiếp theo nè, nè các bạn nhìn nè, chỉ trái như thế này đâu có ổn đâu đó, thấy không? Bây giờ là trái như thế này là mình xin kia nhắc lại là chắc cỡ này chạy lên là hết rụng rồi đó. Thì bây giờ mới bằng tiễn nè, cái này đâu có được, đâu có để được, để lại bỏ là những cái này nó tròn học lên ha, chứ nó cạnh tranh như những nhà là không trái nào tròn hết nè. Cái này từ đầu nó xấu rồi nè, để làm gì đấy. Rồi các bạn thấy nè, cái nhánh này nè mình chịu quá trời như trái à. Do chủ vườn năm đầu không biết thôi, chứ thật sự nếu mà biết làm đã làm một hai mùa thì những trái này nó không còn trên cây của mình đâu, mình đặt hết rồi nha. Nó rất là xấu, nó rất là tệ đó. Ba trái này đẹp nè, bốn trái này nó được rồi nè, đó là ba trái này mình bỏ luôn nè đó. Đó nhưng mà để chủ vườn bỏ, mình bỏ sơ sơ thôi nè. Đó, mình rất là dư trái, để cho những cái này nó rút dưỡng dữ lắm, nó không lớn như cái kia, nó cạnh tranh với dưỡng với nhau nè. Những nhánh này nè mình làm kỹ cho mấy bạn coi một lần nè ha, 2, 4, 6, 7 trái thì mấy bạn bỏ trước. Đầu tiên là bỏ cái này xấu nè, cái này đỡ nè, hai cái này một cặp nè, bỏ trái xấu này nè, hoặc là bỏ trái này nha, trái nào cũng được đó. Mình tiễn ra là trái đó đẹp lên liền, nó căng với nhau lại, không cạnh tranh dưỡng với nhau nữa thì tự động trái nó đẹp. Còn nhánh này nè, đùm này ba trái nó tệ quá tệ nè, bỏ hết. Thấy không? Tại những chỗ kia, những chỗ kia mình đã có trái rồi, mình bù lại rồi nè, mấy bạn nhìn trên đây nè. Đó, nó trái như thế này. Đó, mình để chi nhiêu à, nào, như mình nói, quy trình của Hiệp Sầu Riêng Miền Tây mua sinh kiên rất là dễ đậu nha, mà còn cứ tự tin về mua sinh kiên. Nhưng mà cái đầu ra, rất là nhiều khách hàng hỏi mình, bà con hỏi mình là đầu ra như thế nào. Thì Hiệp, cái gì Hiệp không nắm cán là thật không nói, thì không chia sẻ cho bà con mình. Đó, không nắm cán, không chắc ăn là không nói nha. Đấy, chắc ăn nắm đúng thông tin chính xác 100% rồi mới đưa thông tin cho bà con mình đó. Nhánh này dù mặc dù nhánh này nó có một trái nhưng mà trái này xấu bỏ luôn, tại vì bỏ cái nhánh trái đó mấy bạn nhìn nè, còn ba trái nè, nó còn bao nhiêu trái đây, nên lặt nữa nha, lặt sát vô và đừng để nó cạnh tranh dinh dưỡng. Giai đoạn này, giai đoạn này là giai đoạn định hình trái đó, mấy bạn để cho không được định hình trái rồi là sau này trái nó méo gì lắm. Đó, mình còn những trái tròn như thế này đó thì tội gì mà mình đi để nhiều như thế này, không? Nó mình lặt ra xong mình đưa dinh dưỡng vào là trái nó khác liền. Mấy bạn, nè, mấy cái này để chi? Rồi, ok ha. Vườn chuối tòng muôn đều đã ổn, mua sinh kiên đậu trái ok, trái xanh dày đẹp. Mấy bạn thấy là cái cuốn nó bự nè. Cái mua sinh kiên này mình nhắc lại là mấy bạn làm cho mình cái chọc, con cái chọc cuốn nó bự như thế này thì bảo đảm là bao cũng thằng đậu. Có một cây nó ra bông trước các bạn, để mình lại đặt cái đặt cho bạn coi, trái trái rất là nhiều, chủ vườn để rất là nhiều nên trái nó hơi xấu đó. Mình tiễn ra một phát một thôi, tiễn một lượt một là dinh dưỡng tập trung cho những trái còn lại thì chắc ăn nó phải tròn lại nó. Trái này bỏ luôn nè, bởi vì mình còn quá nhiều nè đó, có gì đâu mà không dám lặt đó. Mình lặt xong mình đưa dinh dưỡng vào là tự động trái nó tròn lại, nó căng lại nha. Rồi ngày mai là phải giải quyết hết xong những em này, những em méo, những em cong như thế này, giải quyết hết, không để, tại vì mình dư trái rất là nhiều rồi, cây này để 30-40 trái à, đó, mà bạn nhìn đi, mình tiễn hay rất là nhiều mà nó còn cả 100 trái, hơn 100 trái trên cây, đấy. Không, mình phải đi giải quyết vấn đề dinh dưỡng dùng cây trồng của mình, đó. Trái nè, cây nào nó cũng đậu như nhau thôi, nè, đó sắp tới sẽ cập nhật là khu vực Cầu Nhiếm nè, khu vực Đồng Tháp nè, đó, những khu vực khác. Vì cái mua sinh kiên này, cải găng nè, Cần Thơ, mình làm rất là nhiều mua sinh kiên nhưng mà mình chưa đi được. Nè mấy bạn thấy nè, đâu có thiếu trái đâu mấy bạn, để cho méo làm gì nè. Mấy cái này mình để làm chi đó ha, ok ha. Rồi chúc mừng chủ vườn đã thành công trên mua sinh kiên, còn giá cả tới thời điểm đó như thế nào thì mình tính sau nha. Còn cái thị trường của mua sinh kiên này thì hiện tại mình biết á, theo mình biết là hiện tượng của mua sinh kiên này là giá cả nó rất là cao, nhưng mà đi đường dài và vô số lượng nhiều thì nó như thế nào mình chưa chia sẻ cho bà con mình được. Nhưng mà nhìn nè, nó không cây nào thiếu trái hết ha. Đó, rất là dễ đậu, mua sinh kiên rất là dễ đậu. Cây này nó bị bệnh nè, nó bị mọt đục cành đó các bạn để ý con mọt đục cành giùm mình nha, để mình bỏ thời gian cho mình làm một cái video về mọt đục cành đó. Cây nào nó cũng đậu chùm như thế này nha. Mình đi xiết lại cái cây mà trái nó bự
và mình cho mấy bạn coi là để trái nhiều đây, tới đây tới để trái nhiều ha, nó rất là dở nè. Các bạn nhìn đi, trên cây mình nó có những trái bự như thế này ha, những trái bự như thế này, rồi những trái nhỏ luôn, và những trái bự nó rất là xấu luôn, chủ vườn không cắt bỏ nha. Mình để lượng trái như thế này mình không cắt bỏ thì cái trái nó rất là nhỏ, thứ nhất. Thứ hai là mình lấy luôn những trái xấu ha, nó không được đẹp học đó, rất là dở ha. Mình chừa ra nè, những trái này nè là mình đã bỏ rồi nè, mình không để, mình lấy những trái tròn này thôi, cho những trái tròn này bự lên, lấy trái nào đã cho đó nha. Chứ mình lấy nhiều trái, mà nó không có học, nó không có muối, mình khó bán lắm ha. Nhưng cái chồng bên kia nè, đây đem qua đây, như trái này nữa các bạn, mình có hai học thôi đó, mà lấy chi nè, trái này cũng gì nè, tại vì cái cây này á, lúc mà xả nhị á, nó có mấy trái là chủ vườn không có quét nên trái nó hơi xấu nha. Mà nếu mà không, nếu mà theo mình nhận định là mình tuyển trái đàng hoàng thì nó không xấu, tại vì mình tuyển trái đàng hoàng nhưng trái xấu mình bỏ hết thì vừa những trái tròn lại là cây này đẹp nha. Nào mấy bạn thấy không, chủ vườn năm đầu không biết nè, trái nhỏ vẫn để, trái lớn vẫn để không. Rồi mình qua, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn một tuần sau đâu vừa đẩy hết, đâu vừa đẩy hết ha, nó sẽ ổn lại hết trong vòng một tuần sau nè. Mình chờ tới ba trái thôi đó, là khỏe dữ luôn, rụng trái này còn hai trái là vừa nhánh này đó ha. Một tuần sau là sẽ đâu vừa đẩy hết nè, mà nhìn đi trái nè đó, mà cái nhánh này là năm trái, đáng lẽ nhánh này để ba trái à, mà mày để mấy bạn để năm trái không có trái nào có được hết. Trái này cũng gì, cái này đáng lẽ để ba trái à, mà để năm trái nè, trái này cho nên nó mốt hết đó. Rồi sẽ cho chủ vườn coi cái video này sẵn làm luôn ha, coi thực tế rồi làm trên vườn của mình. Đấy. Nè những cái này nè, nó mốt từ đầu rồi, mấy bạn để làm chi, đâu có lên học được. Nào mấy bạn thấy không, bắt đầu trái nó có dấu hiệu là chậm lớn, nhà đỏ đầu gai đó. Rồi trái này rụng mà, trái này rụng mà, nó bị sâu cuốn rồi nè, nó bị sâu cuốn nè, trái này đừng để, nó có muối. Rồi ok ha, 200 cây mua sinh kiên đã ổn, đèn lá phủ phê đấy. Rồi cảm ơn các bạn.